Chua nha bà con, nem chua là nói đến là nó là môn khoái khẩu và rất đơn giản tiện lợi cho những quý vị nhậu như tôi rồi vậy đó. Nhậu là nem chua là ăn rất là bắt mắt, rất là vui mắt, mà rất là nhẹ tiền, mà rất là mùi ngon. Nhưng mà không phải như vậy là ăn được hết. Những người có bệnh thế này không ăn được nem chua, đó là người có bệnh gút, viêm đại tràng, người bị sán lá gan, hệ tiêu hóa kém, co thắt, tuyệt đối không ăn nha bà con. Đó, bà con thấy không? Nó cũng rất là trở ngại. Nếu bà con ăn tiếp tục thì nó sẽ dẫn đến nguy hại thôi. Cho nên là những người muốn ăn nem chua là không ở vào những người có bệnh như thế này. Gút, không ăn được nem chua, viêm đại tràng, người bị sán lá gan, hệ tiêu hóa kém, co thắt, là tuyệt đối không ăn. Không ăn được nem chua nha bà con. Đó là những người không ăn được nem chua. Ngồi ra là nem chua được ăn hết bà con. Ăn hết không sao cả. Nem chua nên ăn là không quá 3 chiếc trong một ngày. Một ngày là ăn không quá 3 cái nem chua trong một ngày bà con ạ. Đó, không phải là ăn được nhiều. Đó. Còn nhậu cũng được 3 nem chua một ngày. Còn chuyện rượu, chuyện đồ tu nói chuyện nem chua thôi. là mồi. Không quá 3 chiếc trong một ngày. Mà một tuần ăn một lần đó, thấy không? Ăn tuần ăn có 3 chiếc mà một lần ăn thì 3 chiếc đó, mà tuần thì ăn có một lần bà con ạ. Đó, đây thì nó giảm được những cái nguy cơ tiểu đường, đường ruột, kích thích tiêu hóa. Để ở ngăn mát tủ lạnh thì ta để không hư từ 3 đến 5 ngày đó, tốt rồi. Để gì nhậu lai rai thôi nha bà con. Chúc bà con ta vui trẻ khỏe đẹp nào. Xin chào.